quân đội nhân dân Việt Nam trước ban chỉ đạo kinh tế đại diện Việt Nam. Nội dung nhân viên lưu trí không chỉ giới hạn những câu chuyện của chiến sĩ trẻ trong quân đội nhân dân Việt Nam mà cả những câu chuyện của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong kể về những đồng chí đồng đội, những quân dân, những kỷ vật của người lính, những trang thiết bị trong chiến đấu hay những câu chuyện của những người nhân văn. Mẹ tao mình ngủ trên đây là ngủ trên